Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông, thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học là hướng đi mới đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Ngay sau đây, Nông Lâm TV sẽ chia sẻ chi tiết kỹ thuật nuôi gà theo hướng an toàn sinh học cho bà con tham khảo. Thứ nhất, chuẩn bị điều kiện nuôi. Trước khi đem gà về nuôi, cần chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện vật chất kỹ thuật như chuồng nuôi, rèm tre, cót quây, chụp sưởi ấm, máng ăn, máng uống. Tất cả phải được khử trùng trước khi sử dụng từ 5 đến 7 ngày. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thuốc thú y, vaccine cần thiết cho đàn gà. Chuồng nuôi phải đảm bảo thoáng mát mùa hè, kín đáo vào mùa đông. Nền chuồng thiết kế đúng kỹ thuật, cao ráo, thoát nước. Chất độn chuồng, chấu, răm bào sạch, dày 5 đến 10cm. Được phun sát trùng trước khi sử dụng. Đảm bảo lưu thông không khí trong chuồng nuôi. Về chuồng trại, chọn khu đất cao ráo, thoáng mát để xây dựng chuồng gà. Nên làm chuồng theo hướng đông hoặc đông nam để hứng được nắng buổi sáng và tránh được nắng buổi chiều. Nếu nuôi nhốt hoàn toàn, chú ý mật độ nuôi thích hợp, 8 con trên 1m2 nếu nuôi gà thịt trên sàn, còn 10 con trên 1m2 nếu nuôi gà thịt trên nền. Nếu nuôi gà thả vườn, chuồng là nơi để tránh mưa nắng và ngủ đêm, mật độ vườn thả gà đủ điều kiện ít nhất là 1 con trên 1m2. Mặt trước cửa chuồng hướng về phía đông nam, sàn chuồng làm bằng lưới hoặc tre thưa, cách mặt đất 0,5m để tạo độ thông thoáng, khô ráo, dễ dọn vệ sinh. Rào chắn xung quanh vườn bằng lưới B40, lưới nylon, tre, gỗ, tùy điều kiện nuôi của từng hộ. Ban ngày khô ráo, thả gà ra vườn, để gà có khoảng không gian chơi, buổi tối cho gà về chuồng. Làm lồng úng cho gà con, kích thước là 2 x 1m, cao chân 0,5m, đủ nuôi cho 100 con gà. Sưởi ấm cho gà bằng đèn, 2 bóng 75W, dùng cho 100 con gà. Về cách chọn máng ăn, khi gà còn nhỏ từ 1 đến 3 ngày tuổi, rải thức ăn trên giấy lót trong lồng úm cho gà ăn. Khi gà từ 4 đến 14 ngày tuổi, cho gà ăn bằng máng ăn cho gà con. Trên 15 ngày, cho gà ăn máng treo. Về máng uống, đặt hoặc treo xen kẽ các máng uống với máng ăn trong chuồng hoặc vườn, thay nước sạch cho gà 2-3 lần trên ngày. Gà rất thích tắm cát. Đối với gà nuôi chăn thả, phải xây bể chứa cát, cho bếp và diêm sinh cho gà tắm. Kích thước bể dài 2m, rộng 1m, cao 0,3m cho 40 gà. Đặt một số máng cát, sỏi hoặc đá nhỏ xung quanh nơi chăn thả để gà ăn, giúp gà tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Gà có tập tính thích ngủ trên cao vào ban đêm để tránh kẻ thù và giữ ấm cho đôi chân, tránh nhiễm bệnh. Do đó nên tạo một số giàn đậu cho gà ngủ trong chuồng. Giàn đậu làm bằng tre, gỗ, không nên làm bằng cây tròn vì trơn gà khó đậu. Giàn cách nền chuồng khoảng 0,5m, cách nhau từ 0,3 đến 0,4m, để cho gà khỏi đụng vào nhau, mổ nhau và ỉa phân lên nhau. Làm ổ đẻ cho gà để nơi tối, một ổ đẻ cho 5 đến 10 con gà mái. Diện tích vườn chăn thả thích hợp là 1m2 trên một gà. Thứ hai là chọn giống. Nuôi gà thịt thì chọn các giống gà như gà tàu vàng, gà đông tảo, gà nòi, gà tam hoàng, gà lương phượng. Nuôi gà lấy trứng thương phẩm, chọn những giống gà đẻ nhiều như gà tàu vàng, gà tam hoàng, gà BT1, gà ri. Cách chọn giống gà con. Chọn gà con càng đồng đều về trọng lượng càng tốt. Chọn những con nhanh, mắt sáng, lông bông, bụng gọn, chân mập. Tránh chọn những con gà khô chân, vẹo mỏ, khèo chân, hở rốn, sệ bụng, lỗ huyệt vết lông, cánh sệ, có vòng thâm đen quanh rốn. Cách chọn gà đẻ tốt. Chọn con có trọng lượng không quá thấp mà không quá mập, lúc 20 tuần tuổi đạt từ 1,6 đến 1,7kg thì rất tốt. Đầu nhỏ, mỏ ngắn đều, mồng tích to, đỏ tươi, mắt sáng, lông mượt, xếp sát vào thân, bụng phát triển mềm mại. Hậu môn rộng màu hồng tươi và ẩm ướt. Khoảng cách giữa xương chậu và xương ức rộng khoảng 3 đến 4 ngón tay.
giữa hai xương chậu, rộng gần 2-3 ngón tay xếp lại. Thứ ba, thức ăn cho gà. Gà là một trong số con vật nhạy cảm nên tuyệt đối không cho gà ăn thức ăn bị ôi mốc, nhiễm nấm, thối rữa. Có thể sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc tận dụng phụ phế phẩm công nghiệp sao cho đảm bảo các thành phần năng lượng, đạm, khoáng và vitamin. Khống chế lượng thức ăn và đảm bảo chất lượng thức ăn đối với gà hậu bị để gà không bị mập mỡ, làm giảm sản lượng trứng. Đối với gà thả vườn thì vấn đề khoáng và vitamin không quan trọng bằng gà nuôi nhốt, vì chúng sẽ tự kiếm theo nhu cầu của cơ thể. Sau giai đoạn úm, có thể cho gà ăn thêm rau xanh, nên nuôi thêm chuồn đất và giòi là nguồn cung cấp đạm dồi dào cho gà. Ngày đầu tiên chỉ cho gà uống nước, ăn tấm hoặc bắp nhuyễn. Thức ăn mỗi lần giải một ít để thức ăn luôn thơm ngon, kích thích tính thèm ăn của gà. Những ngày kế tiếp, tập dần cho gà ăn sang thức ăn công nghiệp, cho gà ăn nhiều bữa trong ngày, ăn tự do. Nếu sử dụng máng treo để cho gà, phải thường xuyên theo dõi điều chỉnh độ cao của máng để gà ăn một cách thoải mái và tránh rơi vãi thức ăn. Nước uống phải sạch và đầy đủ cho gà uống. Gà sống lâu hơn nếu thiếu thức ăn hơn thiếu nước. Cho gà ăn tự do suốt quá trình nuôi, để đèn ban đêm cho gà ăn càng nhiều càng tốt. Khi chuyển thức ăn từ loại này sang loại khác phải làm từ từ. Phương pháp chuyển thức ăn như sau. Vệ sinh phòng bệnh. Vệ sinh phòng bệnh là công tác chủ yếu đảm bảo ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Nên chuồng và vườn thả phải luôn khô ráo, sạch sẽ, không để ao tù nước đọng trong vườn thả. Áp dụng nghiêm ngặt lịch phòng vaccine tùy theo từng địa phương. Ngoài ra dùng kháng sinh phòng một số bệnh do vi trùng. Đặc biệt là đối với gà thả nền thì cần phải phòng bệnh cầu trùng khi cho xuống nền và thả vườn. Những nguyên nhân gây bệnh: gia cầm non, gia cầm bị suy yếu, giống mẫn cảm với bệnh. Thức ăn không cân bằng dinh dưỡng, dễ làm cho con vật mắc bệnh. Nước uống không sạch, không khí bị ô nhiễm, nhiệt độ thay đổi đột ngột. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh: chọn thức ăn tốt, chỉ cho uống nước sạch. Chọn con giống có khả năng chống đỡ với bệnh tật cao. Nguồn nuôi luôn sạch, quanh chuồng nuôi phải phát quang thường xuyên. Thực hiện tốt quy trình thú y về vệ sinh phòng bệnh. Phòng bệnh cho gà bằng vaccine. Lịch chủng ngừa vaccine như bảng dưới đây. Chú ý, lịch chủng ngừa trên chỉ là tham khảo, tùy từng vùng người nuôi có quy trình chủng ngừa phù hợp. Trong quá trình nuôi, nếu đến lịch chủng ngừa mà gà có biểu hiện bệnh thì không chủng mà phải điều trị cho gà khỏi hẳn thì mới chủng ngừa. Nếu gà đang bị bệnh mà chủng ngừa thì gà sẽ bị bệnh nặng thêm và hiệu lực của vaccine cũng giảm. Lưu ý, khi dùng vaccine phòng bệnh, chỉ dùng khi đàn gia cầm khỏe, lắc kỹ vaccine trước khi và trong khi dùng. Vaccine mở ra chỉ sử dụng trong ngày, dư phải hủy bỏ, dùng vitamin để tăng bồi dưỡng cho gia cầm. Cách phòng chống một số bệnh bằng thuốc: bệnh ở đường tiêu hóa, dùng oxy tetracycline hoặc chlorampheniol. Bệnh đường hô hấp, dùng tylosin hoặc thiamulin. Không dùng một loại kháng sinh liên tiếp trong quá trình điều trị. Mỗi liệu trình phòng bệnh khoảng 3-4 ngày là vừa đủ. Và trên đây là một số kỹ thuật nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Hy vọng qua video này, bà con sẽ chăn nuôi gà hiệu quả, đem lại thu nhập cao.